gia trò chơi ngày hôm nay. Họ là ai? Bên tay phải U Linh là Đại Nhân và Băng Nhi. Còn đội thứ hai, họ là ai? Họ chính là Tuyền Tăng và Ngọc Trai. Nếu số bi được làm tròn đến chữ số hàng thập phân thứ tư thì sẽ là bao nhiêu? 3/14. 16. Đúng rồi. Trong phim Em Chưa 18, nhân vật Hoàng có một chú chó. Chú chó đó tên là gì? Là gì? Tên là mèo. Chính xác. Yeah. Đến với Kỷ Lực Thánh Đôi Body and Brain. Xin cảm ơn các phụ công của tôi rất là nhiều. Các bạn đã làm nên một cái tinh thần rất là sôi động. Một tràng pháo tay cho các phụ công. Thưa quý vị, 12 giờ trưa chúng ta lại gặp nhau để cùng tham gia những trò chơi vận động bổ ích và đặc biệt là những câu hỏi. Ở đó có nhiều câu hỏi vui và đố mẹo, chúng ta lại vui hơn nữa. Đừng có ngủ trưa, ngủ trưa nó tăng cân là béo phì mệt lắm á. 12 giờ trưa vận động các trò chơi có thể nói rất là khỏe khoắn nữa. Hai người kích động cuộc chơi, hai người tổ chức cuộc chơi, nói chung là hai người làm đủ thứ trò cho quý vị. Đó chính là Phương Thanh và Quốc Thuận. Muốn chơi gì? Mấy người này nhiều trò lắm quý vị. Mình không biết họ làm cái trò gì nữa. Kích động có nè, phá có nè, rồi gây rối trật tự nữa. Hôm nay là tôi hiền lành thích nói nha. Mình xin chia sẻ một câu chuyện vui. Là mình đi vô tới động phong nha, kẻ bàn rồi vô sâu sâu trong động rồi. Gặp ai động? Gặp một cô bé bán nước. Cô nói: "Ý, anh Quốc Thuận, anh là tham gia chương trình Trí Lực Sánh Đôi nào." Mừng quá mừng luôn, đúng không? Chương trình quá nổi tiếng, ở trong động mà còn biết luôn. Sao bé nó còn nói luôn. Bé còn nói: "Ô, em còn biết được, anh toàn thua." Thua. Nó mời mình ly nước, mình không uống luôn. Thực ra đi cắt tóc nè, đi đâu cũng thấy mọi người mở cái chương trình này rất là nhiều. Và chính mình coi lại mình cũng cười rất là nhiều vì là quá vui. Chính vì thế mà quý vị hãy đến với chúng tôi để cảm nhận những niềm vui đó. Và bây giờ một tràng pháo tay dành cho hai huấn luyện viên của chúng tôi. Mời các bạn. Chúng ta vừa gặp gỡ hai huấn luyện viên dễ thương rồi. Còn bây giờ sẽ là hai đội dễ thương hơn nữa quý vị. Vui hơn nữa. Đó chính là ai? Bên tay phải U Linh là Đại Nhân và Băng Nhi. Đi đâu? Đỡ lại đây giùm tôi cái. Đó, cái thấy máy quay là cứ đi theo máy quay. Ủa anh đẹp, quay phim đẹp trai lắm hả? Dạ đẹp hơn anh Linh đó. Đẹp hơn đó, dạ. Đắt hơn đó. Trẻ hơn nữa. Đấy, đó là đội đầu tiên thưa quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ Tuyền Tăng và Ngọc Trai. Hey yo. Hello. Chào mọi người,
Dạ khỏe, em khỏe lắm. Khỏe không? Dạ khỏe le. Khỏe le hả? Dạ. Chơi mình sao hầm hố dữ vậy? Dạ đâu. Dạ nãy tại mắc mưa cho nên là phải sắn quần cao cao xíu. Mới Đà Lạt về sao mà làm vậy? Thôi có thoải mái. Dạ. Ngọc trai con trai, tao biết trai rồi. Còn ngọc trai nữa, tức là nửa trai nữa. Không phải, ngọc trai có nghĩa là tại vì nếu mà đúng tên của em luôn là Võ Ngọc Trai. À. Là trong con trai nó có một cái viên đứa ngọc trai rất là quý. Nhưng mà là nếu mà nói hết cái tên của em luôn là Võ Ngọc Trai là em chỉ mới là có cái vỏ. Tiền Tăng, Tăng dạ, Tuyền. Dạ, Tuyền Tăng. Thọ Tuyền tên đầy đủ Tăng. Là Tăng Thị Thanh Tuyền. Tăng Thị Thanh Tuyền. Dạ, đúng rồi. Tên dễ thương quá. Ở dạ. Dưới quê được hay lót chữ Thị. Tăng Thị Thanh Tuyền. Dạ, nên lên thành phố thành Tuyền Tăng cho gọn. Rồi, dạ. Bên đây tôi nhìn qua tôi ghét rồi đó. Đi về đi, đi về đi. Tôi nhìn qua tôi ghét bà này rồi đó. Đây mày hâm đi. Đi về đi. Đi ngoài đường ha, người ta nói anh thấy ai cũng ghét bằng gì quá trời luôn, làm sao anh không hiểu luôn á. Không cần phim. Ở ngoài đường, ở đây nè, hai người ở đây cũng ghét nè. Không hề. Đi về đi. Không hề nha, đó là phim ảnh khác đời thường, tình cảm riêng tư. Chị nói vậy là sai rồi, em là em chơi với bằng gì gần 10 năm rồi, em phải khẳng định với chị một điều là trên TV như thế nào á thì... Ở ngoài đời khác. Ngoài đời Trang vậy đúng không? Còn đại nhân, bạn đang làm công việc gì? Thì em vừa mới đi bộ đội về, đi lính về. Trời ơi, dạ. Tóc ba phân, mặc đồ khác hẳn, nhìn dạ. Đúng là ca sĩ vậy trơn. Thì ra mới đi bộ đội vậy. Dạ. Đấy, đơn giản vậy thôi. Rồi hôm nay chúng ta sẽ quên đi tất cả công việc của mình đi. Dạ. Và chơi hết mình luôn. Dạ. Dạ. Chơi hết mình để chúng ta có tiền nhiều nhiều chút xíu. Tối nay mình liên quan được chưa? Các bạn sẵn sàng chưa? Khởi động đi nào. Tất cả nào khởi động. Bây giờ Băng Di và đại nhân là đội của ai? Tụi em sẽ mang chiến thắng về cho anh. Ôi anh, wow. Dù sao đi nữa anh vẫn yêu quý các em. Ngọc Trai với Tuyền Tăng là đội Phương Thanh. Dạ. Yeah. Còn bây giờ tất cả đã sẵn sàng chưa? Chúng ta bắt đầu đến với vòng chơi đầu tiên của Kỷ Lực Sánh Đôi. Yeah. Quý vị và các bạn đến với vòng chơi trang bị. Ở vòng chơi này thì hai đội sẽ cử ra một người thi trí và một người thi lực. Thời gian người thi lực là thời gian của người thi trí. Mỗi câu trả lời đúng chúng ta có 500.000 đồng. Rồi trước khi phần thi thì chúng ta sẽ đến với video clip để xem các bạn tham gia trò chơi gì trong ngày hôm nay. Thử thách thể lực đầu tiên mang tên giữ thăng bằng trên cầu khỉ. Khi thời gian bắt đầu, người thể lực có nhiệm vụ đứng ở giữa cầu khỉ và giữ một trái banh bị lắc trên cây gỗ, sao cho người không rơi mà banh cũng không rớt. Trong lúc đó, người trí tuệ cũng phải nhanh chóng trả lời chính xác các câu hỏi để nhận được 500.000 tiền thưởng tương ứng với mỗi câu. Thử thách khó nhằn đấy, bình tĩnh nhá, người thể lực. Rồi, đó là trò chơi cũng đơn giản thôi, đứng trên cầu khỉ rồi giữ thăng bằng quả bóng thôi. Không có đơn giản anh ơi, em nhìn thấy nó chua quá. Đâu có gì chua đâu. Ủa đứng này nè, rồi để quả bóng lên là tôi giữ thăng bằng thôi, nó không rớt thì thôi. Trong thời gian đó các bạn, đồng đội các bạn sẽ trả lời câu hỏi để lấy tiền, đơn giản vậy thôi. Anh ơi, cái trò chơi này nó không có hợp lý thế nào. Cái cầu khỉ người ta đi qua cho nhanh, tự nhiên đứng giữa cầu xong đứng cầm trái bóng. Như vậy nó mới lạ. Đúng rồi, cái này mới gọi là trò chơi. Đúng rồi, chỉ có chơi ở đây thôi. Bạn muốn đi cho đi luôn, vừa đi vừa cầm bóng được không? Thôi khó. À khó không? À. Đứng mới dễ hơn á. Ai sẽ người thi trí, ai thi lực? Theo tôi thì tôi suy nghĩ dữ lắm. Tại vì đại nhân là người đàn ông rất mạnh mẽ. Đúng à. Và mới đi quân đội về. Yeah. Đó nên rằng là em có được cái sự dẻo dai. Đúng chưa? Và em hôm nay em đến đây là với một cái mục tiêu là gì? Em sẽ phá vỡ lời nguyền của tôi. Đúng. Cho nên tôi quyết định Băng Di sẽ đi cầu khỉ. Em trả lời câu hỏi. Rồi đại nhân là người thi trí. Còn Băng Di là người thi lực. Còn bên đây sao Phương Thanh? Hồi nãy Ngọc Trai nói gì Ngọc Trai? Dạ em nãy là người thi lực. Không, hồi nãy em nói cái gì mà cái gì chua chua. Chua. Chua chua lắm đúng không? Thôi. Chị cho em hưởng chua. Em thi thể lực chơi nhanh. Không có bầu nhưng mà cứ ráng hưởng chua đi. Đúng vậy. Coi như em thi lực đúng không? Vậy là em thi trí. Bây giờ là hai đội chơi, mình thỏa thuận đi, ai sẽ chơi trước nào? Em thấy quá rõ ràng rồi, một bên là con trai, một bên là con gái. Thì sao? Lady first không? Ok chơi luôn. Xúc đi. Rồi. Chơi luôn. Mình vậy xúc là... đi. Coi như trai đi trước đây rút kinh nghiệm cho Băng Di nha. Dạ. Câu hỏi bắt đầu.
Nhà soạn nhạc nổi tiếng Beethoven được sinh ra quốc gia nào? Đức, Đức. Chính xác. Loài cá nào có thể bay được? Chó chuồng. Đúng rồi. Loài vật duy nhất thuộc lớp thú có thể bay? Con dơi. Đúng rồi. Một sân golf tối thiểu có bao nhiêu lỗ? Bao nhiêu? Không biết rồi kìa, xong. Như vậy là các bạn trả lời được 3 câu hỏi. Đội các bạn có 1.500.000 đồng. Ít vậy. Mời đội Đại Nhân và Lâm Di bắt đầu. Thần đồng âm nhạc Phoja là người nước nào? Áo. Theo truyền thuyết Hy Lạp, vị thần cai quản biển là vị thần nào? Bỏ qua. Rồi, có rắn có mấy lá phổi? Một phổi. Chính xác. Trong môn golf, nếu gậy golf bị gãy thì bạn sẽ làm gì? Bị lõi. Chính xác. Củ gì già tuổi càng cây thường làm mứt tết những ngày đầu xuân? Gừng càng già càng cây. Đúng rồi. Rồi. Bộ phim truyền hình Người Phán Xử được chuyển thể từ một bộ phim truyền hình nổi tiếng của quốc gia khác. Quốc gia đó là quốc gia nào? Quốc gia không biết. Rồi. Trong bộ phim truyền hình Người Phán Xử, nhân vật Phan Quân là chủ tịch tập đoàn. Tập đoàn đó tên gì? Phan Thị. Xong. Hay quá. Rồi. Hay quá. Chúc mừng cho Đại Nhân và Băng Di. Các bạn có 5 câu hỏi trả lời đúng. Các bạn được 2.500.000 đồng. Thần tài đến rồi đây. Như vậy là ở vòng trang bị đầu tiên thì đội của Vương Thanh tạm gọi là thua 1 triệu so với đội của Quốc Thuận. Có 1 triệu à? Con đường còn dài. Đường còn dài mới biết ai là ngựa hay ngựa giỏi. Chúng ta sẽ tiếp tục với chương trình Bí Lực Sánh Đôi. Chào đón quý vị và các bạn quay trở lại với Trí Lực Sánh Đôi. Hồi nãy thì đội của Phương Thanh đã thua Quốc Thuận 1 triệu đồng. Có nghĩa là bây giờ chúng ta thay đổi. Người thi trí hồi nãy trở lên thi luật, và người thi lực thành thi trí. Chúng tôi sẽ mời hai bạn thi trí lên đây. Tôi sẽ đọc câu hỏi. Đọc câu hỏi các bạn sẽ trả lời. Một câu hỏi trả lời được, các bạn có 10 giây. Và cộng hết tất cả các câu hỏi các bạn trả lời được, các bạn có bao nhiêu thời gian, thì thời gian đó dành cho người thi lực. Thi lực như thế nào? Mời các bạn hướng về màn hình. Thử thách ở phần này có tên gọi vận chuyển cờ. Dựa vào thời gian người trí tuệ đã kiếm được, người thể lực phải dùng lòng bàn tay để vận chuyển những cây cờ thật cao về đích. Mỗi cây cờ về đích hợp lệ tương ứng với 500.000 tiền thưởng. Nên hãy nhanh chân khéo tay để có thật nhiều tiền thưởng nha. Và đừng quên, đường đi có rào cản liên tục đấy. Rồi, bây giờ thì nào xin mời. Hồi nãy mình thi lực thất bại ha. Rung quá. Bây giờ ráng thi trí tốt chút nha Ngọc Trai. Dạ, nha. Chơi luôn. Hai em có muốn đổi không? Em nghĩ là cái đội hình mà đại diện cho trí là em, còn thể lực là Băng Di là nó hợp lý rồi anh ơi. Đại Nhân lên. Cố lên luôn hả? Lên cưng. Bây giờ nè, tôi sẽ đọc câu hỏi. Nếu các bạn nào trả lời, các bạn sẽ nhấn chuông. Chuông này kêu thì chuông này không kêu. Bấm cùng lúc thôi hả? Và nếu như khi mà bạn khác trả lời rồi sai, bạn khác có quyền bổ sung. Nhưng bổ sung trước khi bổ sung phải nhấn chuông thì đáp án mới được công nhận. Dạ. Hiểu chưa? Nào, tất cả đứng xa chuông ra 16m50. Chuẩn bị nha. Trời ơi. Cái gì vậy? Bỏ về vô. Đi vào đội mới về. Thủ thế rồi. Cái này là thi trí. Phải là thi lực nha, chuẩn bị. Ý mới đi quân đội. Tất cả không được nhắc nha. Không ai được nhắc hết. Chuẩn bị. Câu hỏi bắt đầu. Thủ đô của Mexico là thành phố nào? Mexico. Chính xác. Nữ diễn viên chính của phim điện ảnh Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè và Chàng Vợ Của Em là ai? Phương Anh Đào. Chính xác. Chính xác. Natty Glorua có tên gọi thông thường là gì? Mũi ăn. Đúng rồi. Cầu gì rồng cất cánh bay? Cầu Thăng Long. Đúng rồi. Yeah. Trên một mặt đồng hồ kim có tất cả bao nhiêu con số 1? Có mấy? Mấy số 1? 5 hả? 5. Máy bấm đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Tứ giác Long Xuyên nối các thành phố Long Xuyên nè, Rạch Giá nè, Châu Đốc và thành phố nào? Tứ giác Long Xuyên. 3. Hà Tiên. 2. Hà Tiên. Đúng rồi. Nơi đâu cảnh đẹp như tranh, có lăng mặt cũ, có đò Tô Châu? Bấm đi. Hà Tiên luôn. Đúng rồi. Trời ơi. Tiên. 1.234 mm bằng bao nhiêu decibel? Được suy nghĩ đúng không? 1
12,34. Đúng rồi, đúng rồi. Hay quá. Chất diệp lục của nấm nằm ở đâu? Nấm không có. Đúng rồi, nấm không đúng có rồi. Diệp lục 18 trừ 9 nhân 2 bằng mấy? Vô. Trời ơi, sao tính được? 3 2 0. Đúng rồi, bằng 0. Bấm đi rồi suy nghĩ, bấm đi rồi suy nghĩ. Nếu số bi được làm tròn đến chữ số hàng thập phân thứ tư thì sẽ là bao nhiêu? 3/14. 16. Đúng rồi. Yeah. Trời ơi, quá. Này đoán giỏi quá. 3, 14, 16. Trong tiếng Anh, trong tiếng Anh nha, 12 giờ trưa được ghi tắt là 12 AM hay là 12 PM? 12 PM. Trời ơi. Quá giỏi. Cái này giỏi thiệt, giỏi luôn vậy đó. Ai cũng biết hết trơn. Đúng không anh? Đúng rồi. Chi tiết nhặt vợ là chi tiết văn học nổi tiếng xuất hiện trong tác phẩm của nhà văn nào? Vợ, vợ A Phủ, vợ chồng A Phủ. Gì vậy? Ủa phải không? Sai rồi, nhạc, sai, nhạc, rồi nhạc. Sai rồi, sai rồi. Kim Lân. Đúng rồi, Kim Lân. Có một con sâu đang ở bên kia bờ sông. Con sâu này muốn qua bên đây bờ sông thì con sâu đó phải làm gì? Quá quá quá. Ba. Nó hai. Nó phải đợi, nó đâu có làm gì được đâu anh, nó phải biến thành bướm nó mới bay qua được. Đúng rồi. Wow. Ngoài kia bao la thế giới, nhưng trong anh thế giới chỉ là em thôi, là câu hát trong bài hát nào? Xin đừng lặng im. Đừng lặng hay im quá. Đến hai. Hay quá. Bởi vậy mình quá. Không làm ca sĩ được là vậy. Tiếp tục. Nè, trí tuệ nè, 643 chia cho 0,1 bằng bao nhiêu? Tính toán nè. 643 chia cho 0,1 là thành 64,3. Gì? Kỳ vậy? 643 chia cho 0,1 bằng chia bao nhiêu? Hả? Chia hay chia? Anh? Chia, đúng chia, đúng chia, đúng chia. Là thành 6,430. Đúng rồi. Yeah. Yeah. Trong bài hát, trong bài hát nha. Chú ếch con hát thi cùng ai? Thi cùng ai? 3 2 1. Hòa Mi. Đúng rồi. Hòa Mi. Ai là chồng? Ai là chồng nhá? Là ai chồng. Là chồng? Ai là chồng á của diễn viên Kali? 3 2. Thanh Duy. Đúng rồi. Đường Xích Đạo đi ngang qua lãnh thổ và lãnh hải bao nhiêu quốc gia? Bao nhiêu? 3 14. Hay vậy ta? Hay quá. Đúng rồi, 14. Trời ơi, nó nói mà không tự tin còn gãi nữa. Đi qua 14 quốc gia chắc đọc đâu nghe thôi nhớ nè. Dạ. Hay lắm nghe. Ban nhạc Quyền Thoại ấp 3 có tất cả bao nhiêu thành viên? 4. Hay quá. Hay quá. Yes. Happy New. Hệ thống xương của người trưởng thành có tổng cộng bao nhiêu cái? Cái gì không nghe? Ai? Hệ thống xương của người trưởng thành có bao nhiêu cái? 206. Đúng rồi. Trong bộ phim Lô Tô, nhân vật do nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu thủ vai có tên là gì? Trời ơi. Lê Liễu. Bạo lực quá. Lê Liễu. Sao em sợ quá. Trong truyện Doraemon, em gái của Chaien tên là gì? Chai cô. Đúng rồi. Đây là một cái bộ truyện quá nổi tiếng mà ha, rất là dễ. Vậy trai cô có năng khiếu gì? Ây da, vẽ. Vẽ. Hay rồi. Lỡ chưa, chậm chút xíu thôi Ngọc Trai. Nói rồi, đứng sẵn cái tay với vớ. Ủa, trai cô năng khiếu gì? Luôn đi anh. Dạ. Trai cô năng khiếu gì? Vẽ. Vẽ. Trong tập truyện nó có một cái câu chuyện đó là nó nằm ở trong cái hộp á. Đúng rồi, nó vẽ. Đúng rồi. Thấy chưa, tao thuộc truyện luôn, thấy chưa? Trong bài hát, rước đèn tháng 8 có những loại đèn hình con vật nào? Con vật nào? Cá chép. Bươm bươm. Đếm đi. Dưới nước. Đèn gì nữa? Thiên Nga. Đúng rồi. Trên thế giới, thành phố nào nằm giữa hai châu lục là châu Á và châu Âu? Thành phố gì? Thành phố 3. Moscow. 7. Sai. Cái gì? Của Nga. 2. Thành phố 1. Không phải. Bổ sung. Thành phố gì? Không biết luôn. Hồ Chí Minh. Không ai biết hết, đó là thành phố Istanbul, là thổ Nhĩ Kỳ. Trong truyện tranh Thám Tử Conan, dụng cụ đầu tiên tiến sĩ
Agatha phát minh cho Conan là gì? Hay quá. Cái nờ đội giọng nói. Hay lắm. Fan cuồng, fan fan cuồng mà. Tới tận bây giờ nó vẫn chưa chịu hết mà. Một thập kỷ là 10 năm, một thế kỷ là 100 năm. Vậy 1000 năm là gì? Thiên niên kỷ. Thiên niên kỷ. Yeah. Đúng rồi. Trong một thập kỷ có bao nhiêu tháng? Một thập kỷ là 10 năm có nghĩa là 120 tháng. Đúng rồi. Nhân ơi, giỏi quá Nhân ơi. Giỏi lắm. Năm 2018 thuộc thiên niên kỷ nào? 3. Số 3. Thiên niên kỷ thứ 3. Thiên niên kỷ thứ 3. Đúng. Tại rồi. Vì giống như là năm 2000 là 1000, 2000, 3000. 1000 mấy thì sẽ là những năm đúng 2000 vậy. Thì là 2000 mấy sẽ là thuộc niên kỷ thứ 3 là năm 3000 đó. Câu trả lời hoàn chính toàn xác. Chính xác. Yeah. Yeah. Chúng ta sẽ tổng kết xem đội mỗi đội có bao nhiêu thời gian nha. Đội của Phương Thanh là chúng ta có 15 câu hỏi trả lời đúng, các bạn có 150 giây. Chúc mừng. Đội của Quốc Thuận có 14 câu trả lời đúng, các bạn có 140 giây. Yeah. Không vấn đề gì cả, chỉ hơn thua có 10 giây thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi lực của hai đội. Quý vị quay trở lại với trí lực sanh đôi. Đây là phần thi lực. Đội nào thi trước đây? Đây là cuộc thi thể lực dành cho hai người phụ nữ. Đúng rồi. Đúng rồi. Ủa bên đây sao quay mặt ra rồi? Không thi trước hả? Lỡ rồi em chơi luôn đi. Bên đây thi trước đi các bạn, thi trước đi. Nào. Em lên chơi chứ. Rồi. Gắn lên chị ơi. Nào, chuẩn bị. Thời gian dành cho bạn là 2 phút 20 giây. Bắt đầu. Gắn đi cưng, gắn đi cưng đó. Vừa bình tĩnh, từ từ. Vừa qua trước này bật nha, không được. Đúng rồi, không vội, đi theo, không vội. Đi theo cái mũi tên chúng tôi. Không vội, đúng rồi, không vội. Đi qua luôn, qua luôn. Làm gì? Hay quá. Đúng rồi, qua hay luôn, quá gì ơi. Đúng rồi, không vội, không vội. Chạy luôn. Chạy, chạy qua đây. Yeah. 500 ngàn. Tới cái mức này mới được nha, tới mức này mới được nha. Đúng rồi Di, không vội. Gắn đi. Đúng rồi, vội, không vội, không vội. Nhanh lên. Càng nhanh tốt đâu á, không phải vội mà phải đi nhanh để có tiền nhiều. Càng nhanh qua luôn. Rồi, bỏ lại. Nè. Ok. Các bạn có phim thần nữ dân ngủ linh kỳ chưa? Vâng, chúng tôi đang có nữ diễn viên xuyết Băng Di. Tiếp tục qua tới mức nha Băng Di, tới mức luôn. Tới mức. Đó. Đúng rồi. Phải tới mức nha các bạn. Đứng bên đó đi, anh khóc quá luôn. Rồi. Đây, đẩy lên. Cố gắng lên. Nào, tiếp tục. Thứ một và cây cờ là 500 ngàn đồng. Chúng ta có hai cây cờ đó, là đi lùi vào bức tường á, đi lùi vào bức tường. Đi qua luôn. Đúng rồi. Đưa cho em, để gì nè, tới đây là chạy được rồi nè. 2, 3. Gì ơi, 500 ngàn đó Gì. 500 ngàn một cây nha. 5 xị. Thôi đi lui về Quốc Thuận, đi lui về. Thôi giỏi. Đấy, đưa cho anh, chạy qua đưa cho anh. Chạy đi. Wow. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Bình tĩnh, bình tĩnh. Đó, vượt qua luôn. Ước, đúng rồi, qua, nhanh lên, nhanh lên. Chạy nhanh lên. Khéo gì ta. Đáng kiếm 500 ngàn nữa. 2, 3. Qua luôn rồi, để lên, đưa cho. Qua đó. Rồi, 500 ngàn gì ơi. Lấy 5 triệu luôn rồi. Còn 20 giây. Từ từ thôi, từ từ thôi. Từ từ, không được. Từ từ, hết. Phải đi nhanh cho nó đỡ rến. Chạy luôn, chạy luôn, chạy luôn. Chạy luôn, đúng rồi. Chạy lên, chạy luôn. Còn nước còn ác. Đi. Kịp không? Đi luôn. Như vậy là đội Quốc Thuận có 8 cây cờ, các bạn được 4 triệu đồng. Mệt yeah. Giỏi lắm. Mệt quá. Giỏi lắm. Giỏi lắm. Giỏi lắm. Tiền tăng. Để xem các bạn có thời gian là 150 giây, có nghĩa là 2 phút 30 giây. Chuẩn bị 2 phút 30 giây. Bắt đầu. Sao tôi nghi quá của ơi. Lên tiền ơi. Có bao nhiêu tính bao nhiêu rồi, không được rồi. Không sao, làm lại. Từ từ. Làm lại, kệ. Chậm thôi. Cây nào chắc cây đó. Nó theo đà, xong em chạy theo ơi. Trai qua đây nè. Trai hãy nói đi, chị đứng đây chị đón. Không được đi, trở ngược về. Bây giờ đi ngược được. Trời ơi, sao quần thế hoài vậy? Trời ơi, sao quần hoài vậy? Một. Tịnh tâm. Ừ, để em lên thôi. Tịnh tâm đi em. Xin lỗi trai, xin lỗi chị Phương Thanh. Không sao. Em sẽ cố gắng hết sức. Mọi người cho em một tràng pháo tay nào. Trời
Ở lẹ đi. Ô, quên tính giờ mà. Thôi đi đi, sắp tới sáng quá. Không được rồi, cố gắng lên. Bây giờ mình đã mất rất nhiều thời gian mà chưa không có cái cờ được. Sao không sao? Thôi thôi, bó tay rồi. Chắc cái này được 500 ngàn quá. Không được 500 cầm nữa. Cầm cao lên, cầm cao lên để thở luôn. Ô, ráng lên nào. Hay đó, rồi. Để ở giữa, ở giữa là bàn tay mình cho dễ hơn nào. Em đi theo nó. Đúng rồi. Em đi theo cái cây. Em đi theo cái cây, em nhìn về phía trước. Nhìn cái cây. Rồi đi xuống dưới đi. Đi theo cái cây. Đó, đó, đó. Em đi theo nó đó. Hết rồi. Chết rồi. Không sao, không sao. Cứ ráng lên đi. Đang chơi, từ từ bình tĩnh anh. Em vẫn đang rất quyết tâm. Rồi. Vẫn đang quyết tâm. Em biết chơi thấy gạch không? Chúng ta còn 56 giây nữa. Qua luôn. Qua đi. Mẹ lên em, mẹ lên em. Qua luôn. Đi. Trời ơi, không được. Không được. Đi về. Không được, kệ. Cố lên em. Việt Nam vô địch. Đi sao cầm luôn. Đúng rồi. Không được thì thôi, đừng lo. Rồi đó. Qua luôn, đúng rồi, qua luôn. Qua luôn. Việt Nam vô địch. Qua luôn. Qua luôn. Rồi, một cây. Trời mừng quá. Hay quá, Việt Nam vô địch. Mẹ đi. Trời ơi, đi hay quá. Tuyền tăng vô luôn. Địch. Tuyền tăng vô địch. Không được luôn rồi. Rồi lặp lại, đi lại. Rồi ráng lên nào. Gái đua bất tài vô dụng. Qua luôn. Cố lên em, cố lên em. Qua luôn. Đúng rồi, cố giỏi. Lên em, qua luôn đưa cho Ngọc Trai nữa. Một cây rồi. Chạy luôn. Rồi hết thời gian. Như vậy là Tuyền tăng đã cố gắng nỗ lực được hai cây cờ. Các bạn có 1 triệu đồng. Yeah. Đúng hả? Bây giờ thì cái số tiền của bạn có như sau. Đội Quốc Thuận có 6.500.000 đồng. Trời ơi. Bao nhiêu quá vậy? Nhiều con số. Bao nhiêu? Khủng luôn. Bao nhiêu? Đó là 2.500.000. Yeah. Quá trời. Trời ơi. Cảm ơn anh. Yeah. Không sao vậy. Sao? Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng chơi tiếp theo của Trí Lực Sánh Đôi.